Xin chào tất cả các bác. Hôm nay Tường Xinh bên em sẽ quay video clip thi công lắp đặt tại căn spa của anh Ba ở khu đô thị Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Các bạn hãy cùng xem video của em để có thể chọn lựa những các mẫu tranh mà nó hợp lý, mà nó đẹp nhất cho không gian của nhà mình nhé các bác. Xin mời các bác đi theo em ạ. Sau gần 2 tiếng đồng hồ em đã thi công treo lắp xong tại cái căn spa của anh Ba này, thì bây giờ em sẽ mời các bác sẽ đi tham khảo của em tất cả những cái bức tranh mà bên em đã thi công xong. Xin mời các bác cùng theo em ạ. Đây là phòng tầng 3. Các bác theo cửa phòng tiếp theo. Đây một tường tranh 60-90. Đây là căn phòng thứ 2 của khách ạ. Phòng số 2 tầng 3. Trên đây là cô gái nghệ thuật Nhật Bản nhỉ. Đây là quầy lễ tân. Clip bên em hôm nay chỉ dài đến đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo của bên em. Em chào các bác.